khi mà chiến tranh xảy ra nó khủng khiếp lắm, nó không có giống như thời xưa đâu. Thời xưa bắn tên đúng không, thời mà Mông Cổ mà to đô đúng không, kéo quân qua đánh đời nhà Trần đó, còn cưỡi ngựa cọc cọc bắn giỏi lắm, là một mùa ba mũi tên mới trúng giỏi lắm người mà chưa chắc chết nữa. Ô mày bắn tao 5 cái đi, tao rút ra tao bắn lại lợi liền, như đồ chơi nít vậy đó. Thời xưa đó mà cũng có chết người đó, còn thời nay nó không cần. Nó ngồi bển nó một thằng mẫu hà, nó ngồi vô computer nó bấm đi chơi game, nít chơi game nữa. Ok, Bắc Hà Đế Kinh phải không, Sài Gòn phải không, rồi 800 cây số phải không, tọa độ 45 độ 75 độ, bum 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 xong cả ngàn cả triệu người chết. Đó là cái trận do Thái á, trong vòng đánh Vũ Bảo á, đánh Hamas á. Cơ trời đi là tiêu diệt hết những cái ác, trong đó có Hamas. Cái lúc mà khởi chiến á, mấy tháng trước á, thì nói chuyện với mấy bề trên đi trà đồ, nói á, một một con người chúng ta nó có cái nghiệp, cũng giống ai cũng có personal credit, rồi lên cái một cái nhà là trong cái họ ông bà mình cũng có cái credit, cái nghiệp á, cái xui và cái hên á, phải không, trong dòng tộc người lên tới cái quốc gia nó cũng có cái nghiệp. Còn cái quốc gia này nó mang danh của cha thôi mà chưa bao giờ làm chuyện gì tốt, toàn là đi giết người Do Thái rồi ăn hiếp Do Thái. Do Thái á, ngày xưa bị lầm lỗi có ăn cái đóng mình 3 cái đinh, thì hôm nay mình trở lại mình đã xả rồi, mà 2.000 năm sau cha vẫn giữ lời hứa cho lấy quốc gia lại, và bây giờ á vẫn còn hiếp thì cha cho dẹp luôn mấy cái thằng mượn danh này. Thì cho nên kỳ này là mấy cái thằng chùm khăn Oppenheimer là Hamas hay là Biển Đen Biển Đỏ tiêu diệt hết, để khi mà cái thời vàng kim á, mà cái đạo thiên tâm này thống nhất thế giới á, là không còn một cái gì gọi là ác nữa, thì không có ai được mượn danh cha làm bậy dưới trần này. Mọi chuyện sẽ ổn định trật tự trở lại. Có nhiều quá mệt gì con, mà sư phụ làm sao? Ông là dạ con có rồi, có khối đầy cho nên đủ. Việt Nam bây giờ chuẩn bị đồ ăn là được, vừa ừ, chủ nhật cho mấy đệ tử đây cũng đông mấy gì. Thôi ngày mai đi overseas, đi qua Nam Hàn, đi nước này nước kia, cho nên bữa nay đi tập thể dục một bữa, goodbye mấy đệ tử. Tại mình có gì ôi lên máy bay đâu cần vô hộ chỉ còn có cái bịch với chai nước lạnh trên máy bay là xong. Tại vì sư phụ không có người tài giúp sư phụ, đích thân phải đi làm việc xung quanh á, mấy con á, cả mấy nghìn đứa xung quanh sư phụ, bây giờ dẫn đứa nào đi để mà ngoại giao đi nói chuyện giùm, đâu có đứa nào. Có 2-3 đứa nhưng mà nó không thương mình. Thấy đông gì chứ không có đứa nào giúp được làm chuyện lớn hết trơn. Cái chuyện lớn á là chúng ta 100 triệu người đang cần chúng ta, chứ không phải chuyện lớn mà mấy con ngồi đây mà để mà giành sư phụ rồi nói phần phải mình không. Hồi xưa Phật cũng chán đó, bởi vì mới tách tăng đoàn ở làm hai đó, rồi Phật trốn ở trong rừng đó. Bữa hổm Đức Thầy cũng quên lên rồi. Còn á, mới móc chỉ cùi thôi, chuyện nó sẽ qua. Sàng lọc. Thôi nói nhiều quá, thôi giờ mình ăn miếng này, có sức. Bánh này bánh gì vậy chị? Bánh ít thì bánh ít nhân nhiều. Đã nghe này vừa khoái á. Dạ. Ăn này anh. Dạ. Tự nhiên đi, trời lên núi này là mình là người nhà. Để vậy luôn coi sao. Cái nó chắc mốt dẫn chi đi theo được, nhưng mà chỉ lo đồ ăn thôi à.
Dạ, ngoại giao. Ông khi làm chuyện lớn á, dạ, mình cần mấy đứa biết tiếng Mỹ, tiếng Việt. Dạ, đúng rồi. Rồi biết book vé máy bay, biết book nhà hàng, book khách sạn. Chứ bây giờ cái gì mình cũng làm hết sao làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là có lòng tin. Tại giữ cái bí mật không à. Lỡ như mà thằng nào cua nó bật mí hết là chết luôn á. Lỡ như nó gặp mấy thằng tổng cục 2 của Việt Cộng mà cua nó được bật mí thì sao? Mình phải tin tưởng phải không? Phải có lập thề nguyện đồ. Nhưng cuối cùng chẳng có đào tạo được đứa nào hết. Đệ tử gì động mà không ai giúp được thầy á. Ông gọi cho sư phụ. Một chắc phải tuyển. Hả? Kiếm người có khả năng để tuyển. Ông mà sự á, ai mà có duyên á, mà để mà lo cho nước Việt á, phải khấn cha. Khấn mấy vị. Từ đó mấy vị sẽ chuyển. Tại vì chị có là một thiên tử, là một người sau này lãnh đạo cả trăm mấy trăm triệu người, rất là quan trọng. Mà nếu ở gần nó đưa cái gì không, nó bỏ mấy viên tầm bậy vô, bỏ thuốc lắc thôi mình cũng chết. Đừng nói chi bỏ kiểu như tập chẳng bệnh. Trời ơi lúc đó tưng lên không biết chạy đâu. Thiệt á, hiểu không? Nó rất là quan trọng. Bởi vì phải lập thệ nguyện có lòng tin. Còn chứng chứa chẳng mình nó phải là tiền. Nó muốn giỏi lập công về cha thưởng. Còn gấp dạng gấp triệu lần được ở cõi trời vĩnh cửu. Rồi thí dụ như những cái chiếc sao cho hụ đi những cái thành tinh lạ đó thì dẫn theo. Thí dụ như kiếp này không có duyên làm gì với nhau thì lên những thành kia thiếu cơ hội. Trời sắc phàm lộn tới lộn lui thôi như đóng phim vậy đó. Thí dụ kỳ này mình đóng phim là mà Nani, kiếp sau mình đóng phim là Má Mí, kiếp tới mình đóng phim là Honey. Mỗi một kiếp nó lẹ lắm, đừng có lo mấy chuyện đó. Thì kiếp nào mình tính kiếp đó để cho cùng phim nó trọn vẹn đó. Mami, Nani, Honey gì cũng được. Nhưng mà tất cả đều phải có cái lòng tôn kính và trung thành. Đừng bao giờ có hai lòng là được. Mai cả mấy ngành đệ tử thương kìa lắm. Bữa giờ ăn đồ của tụi nó, bữa giờ trên mấy vị kêu á, thái tử xuống trần phải mướn hai người giống như bảo vệ như kiểu Hoàng Kiều vậy, mướn hàng Mỹ bự á. Cái nó ổng có 4 tỷ mà ổng xài tiền như nước thì ổng mướn hàng đó mỗi thằng cũng 200-300 ngàn năm đúng không, đi đâu nó tướng nó bự kè kè Hoàng Kiều đó. Con á, đi về hưu rồi, con lãnh lương của con, tức là cái hẻm bây giờ cho mấy đứa con nó hoạt động có 10 năm rồi. Nó thương ba nó, về phát lương cho ba nó có 250 nghìn năm. Nói ít thì không ít mà nhiều không nhiều, vừa đủ xài đúng không? Không có đừng xài sang đâu, đừng mua Rolex hay xài sang đâu. Ăn uống thì cũng thoải mái, chứ cho cái thẻ là dữ rồi. Làm gì mà mướn được hai thằng đó. Lãnh lương 250 nghìn năm mà mướn hai thằng nữa chắc mình đói á. Chắc mỗi lần tao ngó mày ăn hamburger chắc tao nhiễu nước miếng. Nó cho mày ăn french fries. Cho nên không có tiền mướn ba đi go. Cậu ước khổ. Nên nhờ mấy cái nữ ninja này nè, võ công cao cường 3-4 đứa nè, nhất là Hằng Nga nữa không, Mai Thảo nữa nè không, Ngọc lúc trước có hàng trời toàn là nữ ninja không à, để mà đi chỉ yêu. Chị yêu không chị mà chị lẫn nhau. Bởi vì ai mà không có đủ phước á, đầu thai làm thân nữ. Thân nữ nó đủ thứ trong đó. Yêu đương ái ố, hỉ nộ, sân si đố kỵ, náo động thiên đình luôn. Thiệt mà. Tiền có nó không nó có. Vui lắm. Bởi vì mấy tuần nay vô cười hoài à, cười nó mà cái bụng nó đau luôn á. Tức cười á, tức cười gì chưa nhóm đại tử mình á, người ta tưởng nó ủa bụng cái bụng cười mà. Mấy đứa già nó không biết, Yến đâu tưởng là vô bụng văn rồi hả, bữa giờ cười.
đi đi từ bờ biển ở mình qua bờ biển Miami đi vòng vòng, mình đi tới đâu cười tới đó. Trời ơi, mấy đứa đại tử mình nó vô minh dễ sợ, theo sư phụ mà chả học được gì hết. Ăn mình nói vui, rồi dạ, dạ. Ăn mình mắc cỡ quá. Dạ, dạ, cảm ơn. Ừ. Dạ, cảm ơn sư phụ, dạ. Tự nhiên, dạ, ăn mình, mắc cỡ quá. Dạ, dạ. Dạ, được. Dạ, dạ. Ăn đi, dạ, dạ. Đâu bỏ gì đâu ra rồi đừng sợ. Dạ. Hôm nay cũng hơi lạnh ha, nhưng mà cạnh núi cũng thanh bình, mặc áo lạnh vô nó cũng tốt. Đẹp quá sư phụ, quá quá đẹp. Xuống đây chơi thường. Dạ, hai đứa con nó giống như cảnh tiên. Hai đứa này nói nó giống cảnh tiên quá. Nó mà thích đó là có phước của mình á. Bé nó mê, nó nói. Đi dẫn nó lên để cho. Mà nó đòi lên nữa giờ. Giận mà. Ai thích lắm. Chúc ăn xong á. Dạy cho con ngồi thiệt. Chuyện đó mẹ dạy mà con không biết làm. Bé này nó thích thiền á, nó kêu mẹ dạy cho con cái cách mà trong YouTube á. Đấy rồi, dạy là chuyện may mắn. Đó. Nghe là nó sẽ khắc ghi luôn á. Dạ. Trong cái bộ vi cũng vậy. Thì mấy vị sẽ biết nó là đệ tử của mình á. Dạ. Đang dạy. Dạ. Mấy con ăn nào không phải. Ok, con làm hả? Dạ con. Con làm như thế nào? This is right hand, this is left hand. Đấy, không phải làm cái này nha, cái này nó cũng giống như là con every time con mê thấy sinh con phải làm, nếu không á nó hơi nguy hiểm á, con lót vô cái tay đấy. And then yeah, perfect, nhớ cái thông minh, trời hai đứa làm được luôn, hay thiệt ta à. Oh, rồi đó, just like that, straight your back. Yeah, đừng có ngồi cõng lưng nha con, không phải ngồi thẳng cái lưng. Tại vì cái bài của mình á, cái xương của mình á, nó có e và cái system nó sẽ quay just like, giống như con bỏ vô điện thoại con phải bỏ thẳng á nó mới chạc được. Thì this is only way á, con người của mình nó generate cái power, energy. Mình có buồn bực hay mình đi vô nghĩa địa gì bị ma rồi dính á cũng bay ra luôn. Thì lúc đó cái electron á, nó sẽ quay nè, nó quay vòng vòng trong cơ thể mình, mà nếu mình không ngồi đúng nó không có quay được. Giờ nó có đó, trong cái vô vi nó sẽ quay rồi nó generate. Thì ví dụ người nào mà không có thông minh hay là bị vong linh theo hay là xưa phá thai gì gì á, thì từ từ á tự động nó generate, nó clean up rồi hết. Cái electron trong người mình có điện á, nó chặt điện mà nó quay. And then straight, hít thở vô hít mạnh cái thở nhẹ nhẹ ra, hô chừng 1 second cái thở nhẹ ra đó. Thì trong cái technique ở trên mạng nó có đó, nhìn mắt này nhìn mũi nhìn miệng nhìn rúng. Rồi khi mà con cần có một cái câu để mà đọc để mà protect mình á, thì cái này trong Phật giáo là popular, mà ít những vị hòa thượng lớn mới truyền đạt cho những đệ tử ruột, còn truyền đạt lại cho thế giới luôn, gọi là ngũ bộ chú, gọi là án lam, án mani, bát di hồng. Nhưng mà mình không có đọc mấy câu đó, nhưng mà nếu bình thường thì anh đọc cái đó, án lam, án mani, bát di hồng, đọc 3 lần cái đó rồi xong á, chỉ còn lại cái câu án chiếc lợi chủ lợi chuẩn đề xó hà. Thì án chiếc lợi chủ lợi chuẩn đề, hai cái bằng chân là xó hà. Mấy đứa còn có cái poster gửi này, rất là dễ.
Thì mỗi lần mình quán tưởng như vậy á, là cái hào quang nó trên đầu mình, tại vì ma nó sẽ đánh trên đỉnh đầu mình, mà mình quán tưởng cái chữ đó ma nó đánh không có được. Tức là mình đi tới đâu á, là giống như mình có bốn cái muscle nó đầy mình, nó canh này, không có ai là hát mình được hết. Đi làm ăn cũng không có bị người ta gạt nữa. À, cái quay lực, cái bản tánh của mình nó sẽ cương lĩnh lên, mạnh hơn. Thì chú nói án chiếc lời, chủ lời chúng đề xóa hạ. Án là đỉnh đầu, chiếc là mắt trái, chủ án chiếc, án chiếc lời chủ là cái miệng, lệ chuẩn đề trên trái xóa hạ. Nhưng mà cái câu nguyên cái bộ ngũ bồ chú là án làm án mani bác di hồng, án làm án mani bác di hồng, rồi mình chỉ đọc cái câu chót là án chiếc lời chủ lời chuẩn đề xóa hạ. Hồi xưa có ông hòa thượng ở Việt Nam qua ngay núi này luôn, ngay chỗ điện Phật, ông đọc ngũ bồ chú mà ông thách á, mấy cái chậu bông á, nhỏ nhỏ thôi mà ông đọc cái câu đó ra hả, trời, hai người khiêng không lên á, nó có thần lực nó nặng thêm chừng 100 kg vậy, mà ông không đọc cái tự nhiên nhẹ hửng à. Thì có quay phim luôn á, ghê gớm không, cái đó là power dữ lắm. Khi mà đọc cái đó ra mà đọc nhiều năm, chắc ông đọc cũng nhiều năm á, nó thành ra một cái năng lượng cực kỳ mạnh. Ngay chỗ này nè, ông đọc lên là sư phụ bưng lên không nổi luôn á, nhích cũng không nhúng nhích nữa, mà ông không đọc cái là dở tay cũng lên á, ghê vậy đó. Mà ông đứng xa ông đọc nghe, đứng cách chừng 5-6 bước ông đọc vậy. Ăn la mang mani bác chi hồng, ăn la mang mani bác hồng, ăn chân là chung là chung là sao, ăn la mang mani bác chi hồng. Bảy biết ông đó không? À, bảy biết kìa, coi trời, trời, bảy nhân chứng nhiều vụ lắm. Ở chùa ông cũng có làm đó không? Thì hỏi bảy đi, thiệt á. Rồi sao quay phim nữa, cũng có phim nữa. Thì từ đó đừng có tưởng những cái chú mà thù truyền dạy mà không có mạnh, power phùa. Chứ con thù dạy những cái gọi là lẹ mà hữu hiệu cho thế gian thôi. Ôi mấy đệ tử đây đâu đông quá, tao bữa nay sao không hẹn mà gặp đông quá vậy. Tính lên đây chơi thôi, đời sáng đâu tính lạng về chỗ này đâu. Tính đi lang thang như kẻ không nhà. Bây giờ lên đây cũng gặp quá trời quá vậy. Ê, đi lang thang như kẻ không nhà. Chào sư phụ, chào sư phụ. Tốt quá bà tiên này. Vì con này lại đang đến đợt chữa, con gặp sư phụ, đợt chữa gặp sư phụ. Con đúng một hôm nay rồi đó. Chuyển sang đi, hỏi mặt là con đang gặp phim, ok? Bà nội của con. Bà nội hả? Đổ nghe giỏi lắm, nó đổ biết nhiều chúng thành rồi đó. Bỏ bà nội đi rồi. Ôi sao con bò bà nội con đi với nó, con phải đi về thăm bà nội. Đây. Nó theo con một ngày thì nó học bằng trong trường năm. Cho nên nó khoái đây nó học. Sau này nó thành là nữ nhân tài. Kỳ phùng địch thủ. Thiên hàng nghe. Về nói không trơn, học nhiều lắm. Học nhẫn nại nè. Học tốt nè, học bỏ yêu nè, học không cần tiền nè, học học biết sống tập thể đông người nè, hòa đồng với mọi người, và về nước là không có sân si gây lộn. Nên về đây đáng học. Thôi. Ủa sao bữa nay nó đông vậy? Tụi ông nghĩ rồi lên đây gặp đông vậy ta? Tưởng ngày hôm qua là xong nhiệm vụ nói chuyện ngày hôm qua rồi. Bữa nay đâu phải ngày nói chuyện đâu. Trước cũng đông lắm mà không có sư phụ. Vậy cứ tự sinh hoạt. Ở bên Houston tụi nó đâu có ai đâu mà tụi nó sinh hoạt còn náo nhiệt hơn mình á. Tại vì lắm thầy nhiều thợ quá không? Nhiều miệng gì đó câu đó đó. Thợ ít vậy á, không có sư phụ á, tụi nó hòa đồng hơn. Nên anh Houston giỏi hơn Cali. Vỗ tay Houston. Ở bệnh cũng có anh nhánh con Hồ Thiên mà tự nó phát triển trồi hay lắm. Mấy tụi nó còn Cali nhiều quá.
cho nên thành ra bởi vì nhiều lúc đông cũng không phải là tốt. Hồi xưa đó lúc mở núi này 2014 cô không bao giờ nhận đệ tử ai và lên đây 3 lần mới nhận, rồi cũng căng lắm, có nhiều người 3 năm cũng không nhận. Nhớ đây nhớ thời đó, sau này mẹ nói con sắp về Việt Nam cái núi này phải giao lại cho đệ tử lo, cái người ngoài sao biết điều hành cái núi này, thì từ đó mẹ mới cho nhận. Rồi đi Houston cũng vậy, cũng không có ý định mà lập cái đại bang ở Houston. Mẹ nói bển cũng là con của mẹ mà người bển đã hiền hơn bên đây, thì từ đó mới có cái Thiên Long Giang, mới có Houston. Bây giờ ngày mai sư phụ đi Sydney hay đi chỗ nào lập lên thì 2 năm sau Sydney với Seattle hay Virginia nó cũng như Houston vậy đó. Chỉ có một cái á, là bây giờ thời gian không có để làm mấy cái đó nữa. Chứ thụ đi tới đâu á, là giống như nơi đó nó mọc lên những cái xanh tươi, những cái tốt đó. Cũng như hồi xưa đi Hà Nội, mấy vị trên trời kêu á, đi hết tất cả miếu cũ, miếu xưa, miếu gì đi. Tại vì đi tới đâu á, mấy ông thần ở đó đó, mấy ông sẽ vui á, mấy ông sẽ làm sống động lại, thì nước Việt được được blessing nhiều á, được độ nhiều á. Nên là bằng chân sư phụ quan trọng đi tới chỗ nào. Không những cái nhà nào mà mới mua á, họ bước vô nhà đó hơn xuống. Như blessing á. Ok, anh sao? Lên đây tập thể dục thôi à. Ăn cái bánh nò chắc phải đi xuống. Tự nhìn mình ừ, có bánh ngon quá à, bánh nhân dừa. Chị phụ phải ăn nhân dừa. Miền Tây mà. Ngon, chị phụ ăn 2 cái mới được. Thấy ngày hôm qua là mưa gió lạnh, bữa nay trời thấy sáng không? Qua cơn mưa trời lại sáng. Thấy hoa nào bữa nay cũng đẹp lắm. Chỉ có một cái hy vọng đừng có mưa, nó sẽ rất hồng xuống, nó sẽ còn mọc ra nhiều lắm. Đây không có microphone cơ bản hoa anh đào. Bữa hôm cũng có cái ông cũng bị ung thư vậy ta, bữa ông bị ung thư ruột hay gan vậy đó, tới 4 mà đi không nổi, cũng ngồi nghe đây mà nói mấy tuần trước phải không anh? Rồi ông đạo giá. Mà chưa chú tôi có nói là ta cứu các con ta trở về đúng không? Nhưng mà con ta phải tin kìa thì mới cứu được. Tại vì phải thử thách. Chứ không bây giờ phải bay lửng trên trời thì cũng như không. Mấy ngán cũng chạy tới gì. Phải lập cái đạo mới. Thì lúc đó nói với ổng, anh có tin tôi chú vô không? Ông không tin mà sắp chết rồi mà còn không tin. Thì từ đó mình mới nghiệm ra đó là chúng ta không phải dễ có lòng tin, họ bị chấp á. Đúng ra là ổng sắp chết rồi, ổng tin cái là lúc đó sư phụ cứu ông ra đi. Ở đây hỏi cái đống người này đi, mình đưa người về trời ngay trước mắt luôn á, mình có khả năng đó. Ổng không tin là ổng không tin, tại ổng chấp cái tướng này. Ở đây nè, má của mấy này đưa về trời quá trời luôn nè. Hỏi đi, từ từ lên đi trời hỏi. Anh xin sư phụ ơi, cho con xin làm đệ tử của sư phụ. Vẫn giữ đạo Chúa nha. Dạ con thì đạo Phật. Dạ, 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 dạ. Cũng được. Dạ, đọc kinh Phật, kinh Chúa, Thiên Tăng Trang. Dạ. Vẫn giữ đạo Chúa nha, tại vì đạo Chúa cũng là sư phụ lập ra, Thiên Tâm cũng là sư phụ lập ra. Rồi. Đọc kinh gì cũng được. Kinh nào cũng như cây á. Gia yeah, là thượng đế tạo cái cây 2000 năm trước cho cái nhánh này
là Công giáo. Trước đó 2000 năm mấy năm mới cho nhánh này là Phật giáo. Phật giáo chia ra hai nhánh, Đại thừa, Tiểu thừa. Trước đó nữa Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, rồi Hồi giáo, đó là những cái nhánh. Nhưng mà đến lúc cây lớn lên á phải cắt để cho cây cao, tại ai trồng cây phải cắt nhánh. Nhưng mà tất cả cũng đều đó, về trời có một thôi à, không có hai. Phật Thích Ca cũng là con của Thượng Đế, Phật Chí Là cũng con, tất cả các Phật đều là con của Thượng Đế hết. Không, Thượng Đế không cho thân người thì theo tu thành Phật. Cái lý như vậy cũng không đúng. Hồi xưa Phật Thích Ca lúc đó mới sanh ra như 3 ngày hay 7 ngày vậy đó, một chân hoặc còn nhỏ xíu à, thiên thượng bướm cái ở dưới chân nó mọc hoa sen, là chỉ lên trời cha ta, tức là Phật Thích Ca nói là cha ta là ở trên trời, đúng không? Rồi cái Phật bước thêm cái mọc cái bông sen, thiên hạ tức là cái trái đất chúng ta 8 tỷ người, cái Phật bước thêm cái di ngã, tức là tất cả chúng ta chỉ cùng có một thôi, độc tôn, chỉ có một tôn sùng, một thượng đế duy nhất, một ở trên trời có một tôn giáo. Phật Thích Ca đã dạy cho trong Tam Đại Tạng Kinh của Phật giáo, ngài mới vừa sanh ra đời ngài nói như vậy. Ngài mang cái sứ mệnh xuống, như sư phụ mang sứ mệnh xuống để lập đạo, sư phụ cũng nói vậy. Cha của chúng ta là cha mẹ của tất cả các thần thánh Phật, cha cho chúng ta cái trí khôn là cái nguyên thần, cái hồn á. Thì Phật Thích Ca ngày xưa ngày lập đạo, ngày cũng nói, hỏi đi bên đạo Phật á, thiên thượng cha ta, thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ có thượng đế là cao nhất. Mà hôm nay mấy ông thầy á, mấy ông lập ra cái thể chế vô thần, vô thần để đi nghịch về lại với thượng đế, sa tăng mà. Rồi á, nó nói không có thượng đế. Rồi nó còn nói còn có những ông tin có thượng đế lại nói thượng đế lại là nhỏ không Phật. Trời ơi, nói đủ kiểu hết trơn. Cha chánh cha cũng ngồi cười thôi à, ta cho thằng con ta xuống đây nói rõ cho tụi mày nghe đó, chứ giờ không lẽ cha đứng túc trên bầu trời cha nói vang 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 xuống à, làm mà giàu cho cha có hiện trước mặt mấy các mắt lên in đi nữa. Nó cũng nói, ồ, bữa nay nó hên, nó gặp vị thần thánh thôi, cái mai nó cũng làm được. Chúng sanh nó lạ, vô minh lắm. Cho nên Phật Thích Ca cũng nói Thượng Đế là cha của Phật. Thiên thượng, thiên hạ, với ngã độc tôn. Chết cha, nãy giờ mình nói gì mấy này quay bỏ lên mạng hết. Nãy giờ có nói gì bật mí quá không? Bí mật không? Ở ngoài đó có ai hỏi gì không, mình đi rồi nghe à, chứ ăn no rồi tôi ngồi ở chỗ tôi không chịu ngồi đâu, ngồi cắn bụng. Rồi bữa nay không phải là ngày nồi nói chuyện, gặp mấy đệ tử là thấy vui rồi, bay hiện lợi dài từng tháng. Sao đệ tử này xin chụp hình với sư phụ, tại hỏi chụp lẹ lẹ đi, tôi lấy cái máy chụp. Sao bữa nay lại đeo mặt nạ gì? Về á, cái mình không có để người ta ghét mình, mình làm giống như ok, ai sanh đẻ nước Việt Nam qua đời thì người đó làm được chủ đất, không phải kiểu đất mướn 50 năm mình chủ luôn. Thì lúc đó những người trong cộng họ đâu có đứng tên đất được. Rồi những người một gia đình làm chủ đất phải income, phải điều tra đàng hoàng chứ không có chuyện đi mượn tiền mua, phải không? Tức là mình làm lại đúng luật. Rồi cái mình muốn cho cái quốc gia mình thành cường quốc thì mình phải đem cái 75 lợi
tức là mình thuộc lùi 50 năm rồi. Ok, ai giống như con đẻ Sài Gòn phải không? Ai mà sanh trưởng Sài Gòn hoặc là cha mẹ sanh trưởng Sài Gòn thì được mua những cái ngôi nhà Sài Gòn với giá chính phủ bán 70% discount. Thì người Sài Gòn về quá trời đông. Còn giờ con về Sài Gòn con tưởng đâu con về nước nào á, nó đâu còn Sài Gòn nữa. Chứ mình đem cái phong tục, cái tiếng nói, cái culture của Sài Gòn vô. Ở trời, không biết cách là không phải là người kỳ thị nhưng mà người siêu kỳ thị. Tại vì ở trên trời có 36 tầng trời, ở dưới địa ngục có ngạ quỷ súc sanh Atula, họ đầu thai cũng làm người hết. Còn cộng sản vô thần á, thì nói ai cũng giống nhau hết. À, chúng ta từ khỉ sanh ra không có. Trên trời cao xuống mang chiếc khôn khác, tướng mạo khác. Thấy không? Rồi đứa nào mặt mày cũng sáng sủa biết ca. Còn mấy đứa mà với ngạ quỷ súc sanh lên, trời ơi, nó biết chửi thôi. Bốn mươi loài không? Nó khác, hai câu chuyện khác nhau sao? Không có giống. Mình phải tính theo cái cõi cái A Lại Gia Thức, tính theo cái linh hồn, nó không có tính theo như con kể hồi xưa con đi học á, là trường dạy là mình gặp đám ma mình phải gỡ nó ra, mình cúi đầu chào con bé này nó không biết luôn á, sao rồi đứng im nữa kìa, không có được đi nữa đó. Cái chiếc tiên á, mà muốn cho mấy đứa nhỏ này ở Việt Nam á mà nó học mà nó tôn trọng cô giáo thầy, tức là cha mẹ, đúng không? Tại cái nó gặp mình ít hơn gặp thầy, thì trước khi mà nó rời khỏi nhà, dạ thưa má con đi học, đưa tay ra cho mấy đồng đi ăn xôi, đúng không? Nhưng mà giờ trường học thời mới, mình làm cái lunch cho tụi nó luôn, giống như ở Mỹ. À, giống như Mỹ vậy đó. Rồi về, dạ thưa má con mới đi học về, cũng giống như mấy đứa mít Mỹ con mình đây thôi. Việt Nam giờ đâu còn đó không nữa có. Thì vô trường nó coi cô giáo cũng giống như là nó không thích, là nó bợp lỗ tai cô giáo này. Rồi với cái tâm của nó không có control được á. Rồi nó đứa nào cũng là cái tâm dữ hết. Nó thấy đứa này đánh đứa kia, nó thích ngó để cho nó hả hơi cái, nó satisfy cái ác của nó trong tâm á. Trong tâm nó có ác thì có thiện nha, mình dạy nó thiện nó sẽ thiện. Khi đứa mà mình dạy nó thiện thì nó nhìn những cái chuyện đó nó không có dám làm á. Nó nhào vô nó can. Còn mà cái tâm mà nguyên một cái khối đông người, cả ngàn đứa nít trong trường, đứa nào cái tâm cũng ác hết. Thì đứa nào cũng thích ngó để mà nó vui á, nó dùng cái là vui. Cũng giống như con thấy một người tự nhiên chảy máu, thì đứa nào có tâm thiện nó quản hồn, phải lo lăng xăng băng bó. Còn những đứa nó thấy là chảy máu nó thấy đã. Ừ. Máu đỏ tươi đã. Không, nó có hai cái tâm. Thì xã hội Việt Nam hiện giờ là đa số là tầm ác, mất đạo đức hết sư phụ. Ở nhà là có thằng cháu ngoại nó đi học, rồi mấy đứa kia là 13 đứa, là nó vô không khi nào nó hỏi, không khi nào gạt đầu xuống diện đó. Mà ý là nhà mình á, là dạy thêm á, không khi nào ông về, ông xã về cái ông xuống nói hoài học tội gì vợ vô hết. Đúng là cả 100 triệu dân mất đạo đức hết. Đại công sản nó dạy 50 năm là mất hết. Cho nên bây giờ lãnh đạo nào chết, cả 100 triệu dân nó cười hả hả, nó vỗ tay, nó làm mấy cái ca dần chế diễu nữa. Ở bên Mỹ này cũng vậy sư phụ, con nít nó mất dạy lắm. Con của con đi dạy học á, mà thằng nhỏ nó khóc luôn á, nó về nhà nó học trò nó hổn quá mẹ ơi. Sao mình đó, nó đi dạy nó chịu không nổi, nó khóc luôn á sư phụ. Mỹ hả? Dạ đây nè, con của con đi dạy học ở cấp cơ như Việt Nam gọi là cấp 3, nó dạy hai trường khu và thái trường. Trường công lập đó. Khu ở trên con đó, ở trên Sacramento. Mấy em à, khu nó dạy thì có Mỹ Đen. À biết rồi. Phải à. Đó giờ nói mình không có kỳ thị nhưng mà con thấy chùa coi cốt của tụi nó toàn là từ bốn chân thành ra vậy đó, còn mình đó là người cõi trời. Thì cho nên khi mà mình đi mua nhà mình cũng lựa khu nào tiên với nhau, nhau nhìn cái khu mà không có đậu xe tùm lum phải không, mình vô đó mình mua, mới từ từ tự động á, cái xã hội nó sọt ra.
phân loại ra. Rồi cái phân loại ô nhà ở sao đây mắc quá. Ở dồn về ốc lên. Bây giờ con vô ốc lên nó đều không dám xuống luôn á. Cái ghê luôn á sư. Ủa nó bắn người cũng giống như là giết người cũng giống như là nó giết gà ăn vịt vậy đó. Hôm qua nó mới cướp tiệm vàng dưới ốc lân á sư phụ. Ừ, tiệm vàng Kim Phượng á. Bành tám người, tám đứa nó chùm cái mít không thấy được gì hết á. Tám đứa hả? Tám đứa luôn, nó vô nó lấy, nó đâu lấy gì đâu, nó lấy cỡ 99% thôi à, chứ nó không lấy. Nó lấy muốn hết luôn. Nhưng mà hai vợ chồng rất là gan, ông chồng 76 tuổi, bà vợ 60 mấy tuổi á. Bà vợ la lên trời ơi cướp cướp cướp, xong rồi ông chồng đi đâu vòng lại cầm cây súng cái tụi nó chạy. Mà tụi nó lấy hết rồi, lấy hết cũng 90 mấy phần trăm vàng luôn rồi. Tám đứa nó chủ yếu bán hộp sòn nói hết trơn à. Ngoài Lao Thao ốc là Việt Nam ngay chai Lao Thao súng ở đâu mà chạy đi lâu quá thì mới có súng. Có biết có súng dắt cho mua bụng nè. Dạ. Sư phụ mua vàng là ổng đưa ra xe cái ổng giả bộ ổng nhưng mà tại sao là ổng không móc lẹ là móc ổng đi mà. Đâu vòng vòng đó vậy đó ổng đi đâu rồi ổng mới vòng lại sư phụ. Ở đó, đó, có mặt đó. Dạ, không có mặt đó cái vợ với một bà nào nữa mà tám đứa nó cũng có vũ khí mà sư phụ. Tám đứa vô cướp á cũng có súng luôn. Dạ. Mà sao cái cửa của bà tôi thấy ngộ vậy nè, mỗi một người vô đó là nó đóng lóc lại. Đó mà sao mà không biết không hiểu sao mà vô được tám chắc, đứa chắc luôn. Cái người đó người ta vô cái đầu nó xô nó ùa vô chắc luôn á. Dạ. Chứ lúc nào vô cũng phải nó lóc lại liền. Đúng rồi, thường thường dưới cửa như đó là lóc vậy đó. Nghe đâu thao. Cái đó là Mỹ Đen hay là chồng của nó bịt hết rồi sư phụ nên giờ người ta nói là coi camera là không biết trai hay gái luôn. Chùm con nghĩ nó có Việt Nam nữa quá thấy nhỏ xíu con. Dạ. Việt Nam nó Việt Nam đó, nó Việt Nam bây giờ quỷ lắm đó, nó trời trời Việt Nam nó ghen, nó biết mù kế, nó tính à, nói kia làm thì Việt Nam tỉnh nhiều. Tôi chơi với Du đi phải không, cái tôi thấy Du giàu cái tôi về tôi không cướp Du mà tôi lại tôi nói với nhà chị này có con cái kêu lại cướp thì chia thì Việt Nam mình hôm bữa có cái anh kia mới cướp nhà băng đó, mới vô cướp nhà băng mà cầm cái súng đưa cho con nhỏ đứng ngay chỗ cashier trong bang á, xong kêu nhỏ đó đưa hết tiền đây, nhỏ đưa được 465 đô xong chạy ra cảnh sát bắt kêu trời đi cướp 400 mấy cướp chi trời. Đứa nào cầm cái sổ đây cướp sổ ra cho nó thóng. Ở nhà băng que phát rồi nó vô nó cướp đó, nó bắn con nhỏ đứng tính tiền, nó bắn ngay cái gúng mà hai cái thai ở trong bụng không chết đứa nào. Ờ chở đi kịp mà không chết đứa nào, công nhận nhỏ mạng lớn ghê luôn. Hên ha, que phát rồi. Những cái hiện tượng này con thấy nước Việt mình mà thay đổi á, mấy con nó ham sống ở đây hề về Việt Nam. Vậy nếu mà thay đổi à, vậy ta tắm ao ta đúng không? Dù trong dù đột á, mỗi chiều á mình đi vòng vòng đường Nguyễn Huệ cũng vui á. Dạ, Việt Nam dùng An Giang rồi sư phụ, Cần Thơ An Giang núi Cấm rồi Bác Đấy. An Giang giờ đẹp lắm chị. Phú Quốc ở đâu giờ vẫn cũng thấy đẹp quá mà biết dân người ta hiền hậu đất lành. Sư phụ cho con hỏi giờ giống như ở An Giang mình nó còn chạy giặt miên lành nữa không sư phụ? Có cái bài sắm á, à, khi thất tướng lộ ra, chừng nào thất tướng lộ ra chừng đó nước nhà mới an yên. À, núi Sam Giang lờ lờn tiếng động, à, miền Nam miên bị miên xâm lấn vậy đó. Có bài sắm cơ Đức Thầy cho đó là có. Bây giờ là con của Hương Xanh nó đưa quân với hòa tiễn đồ xe tăng đồ đầy vậy đó. Việt Nam mình làm không lợi nó chuyến này đó hả sư phụ? Việt Nam mình không có lợi, tại vì cứ lo giết nhau không à. Rồi một cả bữa giờ mấy vũ khí nó cũng một xét nữa. Vũ khí của người ta mỗi năm lại là kỹ thuật mới, đúng không? Cũng như iPhone 15 chỉ iPhone 14. Còn này đưa củ xì vừa lên là xe xỉa đụng với đại bàng là chết. Cho nên Việt Nam đánh không có lại. Nhưng, nãy thầy giải thích rồi đó, cơ trời mà. Hồi xưa Mỹ nó nợ mình thì giờ Mỹ nó không ai trả lời cho mình một cái gì. Thì nó đánh Trung Cộng nó đâu cần đánh Việt Nam. Trung Cộng mà tiêu thằng Miên cũng tiêu. Thằng Việt Nam mà làm sao mà sống được. Rồi trên nói là Việt Cộng nó có 100.000 mưu kế để mà nó suy diễn đó nha. Giống như theory á, mình gọi là theory là tưởng tượng để giữ cái chế độ lâu dài. Nhưng mà ở đâu có giữ nổi.
Sư phụ già rồi, sư phụ đâu có chờ lâu nữa được. Sư phụ mà qua cái chút này á, là nước bị diệt chủng á. Sư phụ nói thiệt á, không phải sư phụ nói là mấy con thương sư phụ đâu, mấy vị nói. Không có Thái tử xuống trần, không có Minh Vương hạ phàm giống như Sấm Cơ, không không có Đức Thầy, không có sư phụ, là nước Việt diệt chủng. Diệt luôn á, mấy vị nói lâu rồi. Nhờ có Đức Thầy, nhờ có sư phụ, hai người á, mà nước Việt không bị diệt chủng. Cho nên vô chỗ con bây giờ sợ chạy lần nữa quá sư phụ, tại vì chạy ba lần là dân chết biết nhiêu nữa, vô chùa cũng chết nữa. Con ở đâu? Ở Tịnh Biên, con sát cũng cắn luôn. Chạy ba lần rồi, hổng nó cũng nhá qua đó, hổng nó cũng nhá qua. Tất cả mấy con giờ chỉ có một chuyện để làm, mình nói vòng vòng nó cũng không ý nghĩa, đấy phải nói những cái gì mình phải đang cần làm. Thứ nhất, đọc kinh chương 8 để có đừng có bị mất cái đường đi của mình. Thứ hai, phải tin Thượng Đế, tin cha. Người nào mà đọc kinh khác từ từ sẽ sao lãng cha với mẹ đó, con hiểu không? Mà khi mình mất lòng tin với cha, tức là mấy cái gì không có hộ mình nữa. Ba, phải đeo dấu thiên tâm. Thì cái dấu này á, thấy nó vậy nhưng mà khi ra đường nó sẽ lấp lánh. Thì đi đường á, quá trời vong linh chết, Covid chết, rồi chết cả mấy nghìn năm nay đầy ở ngoài đường á. Thì cái dấu thiên tâm á, ít nhiều nó sẽ che chở. Tại vì cái dấu này là cái dấu của cái thời đại này, là những thiên thần á, đang gia hộ cái dấu này. Thì những chuyện đó mình phải làm. Thứ ba, sư phụ không phải nói là tạo lòng tin, mà chúng ta chỉ có phải suy nghĩ làm sao để mà đi về nước Việt. Cả cuộc đời sư phụ chỉ đánh một cái gián bài này là đi về nước Việt. Lập cái đạo đã lập rồi, mà chỉ có nửa có mission thôi. Còn full mission là đi về nước Việt. Tất cả các họ thiên người Việt trên thế giới, sau này khi người nhân thật đi về á, tả hữu phò trì cây cỏ thành binh, tả tức là quốc nội, là đảng cộng sản về hưu, hay là đảng cộng sản hiện tại nó cũng đón tiếp hữu, tả hữu là HO là 6 triệu người, là hai bên phải phò trì cây cỏ, tức là tất cả những người bình thường, những tất cả những cái phe phái đảng phái đều ủng hộ sư phụ một người. Cho nên lúc mà hồi năm vừa rồi, Đức Thầy nói, con có nói thẳng với họ, con sẽ là vua nước Việt trong tương lai để cho họ tự định hướng. Còn không nói biết chừng nào nói. Còn nói ra ai tin, tin không tin thôi, nhiệm vụ mấy vị kêu nói là phải nói. Thì sư phụ tuyên bố giữa trời là vậy mà. Hồi xưa mấy vị kêu là Xuân Hạ Tác Cuồng Thư là đừng có phổ biến, để nó chưa đúng lúc. Mà trong đó có cái câu là cái nông nải sân si ưu việt á, để thời vô kiệt hồi quy. Mà cả cái hòa hảo gần mấy trăm năm nay ta đâu có giải được cái chữ kiệt là như thế nào, chứ là cái tên mà. Mà dù chưa đời Đức Thầy đã nói sau này có một người tên Kiệt sẽ làm vua mà. Thì đến lúc mà sau này Thầy nói tên của con đó, con giải thích cho họ đi, cha cho lộ cơ. Mà ngược lại có bao nhiêu người hiểu về tính, họ tin thì họ được cứu, mà không tin thì họ bị mất một cái duyên của đời này. Giờ dụ là sổ số, thường thường số là mấy con ta, 6 con à, Powerball, dạ, chúng mấy tỷ phải không? Giờ dụ cho 6 con luôn rồi đó. Mà hiện giờ chưa sổ thì cứ mua. Chứ giờ đại tính lúc mà những đệ tử mà nghi ngại thì lúc đó là khác rồi, cơ hội đâu còn hội như kiểu này đâu. Con mua là con dẹp tiệm con đi tu, không cần lo sao sao. Mấy con về mặt đời không có tu. Cái xã hội trong tương lai mình tu á, là tất cả các xã hội trong nước Việt không có cần phải vô chùa mặc áo tràng rồi cờ gụ trong đó, không phải đi làm bình thường, ai cũng vừa tu vừa hiền vừa đi làm. Tôi nghĩ xã hội nó đâu có xáo trộn như thế này,
Người ta tu là người ta quá khổ, người ta chối bỏ, người ta mới chạy vô chùa kiếm thầy này bà nọ. Bây giờ đó gặp toàn là ma quỷ không, thì cái xã hội chỗ tu nó còn dữ dằn hơn chỗ đời nữa. Còn cái cách thức của sư vậy là mình cứ bình thường, cái tâm của mình không muốn hơn thua thì mình tu ở nhà còn hơn là vô ông chùa nữa. Đó là cái lối sống mới của người Việt trong tương lai. Nói người tu hồi xưa thì mình vô chùa mình tu là mình được hưởng tới già luôn, giờ không có vô phụ già già yếu yếu là người ta bắt mình đem về hết rồi, không có để nữa, không cho ông chùa hả? Dạ không, để lúc đó con hết tiền rồi. Đúng rồi, nhẹ thì con cúng dường rồi, con ở nhà trời rồi. Dạ. Tại vì có ông bán nãy con về ba mấy chục năm luôn mà tại vì hết quyền lợi rồi. Dạ tới chừng ông bệnh là bắt ở nhà đem về nuôi, không có lo. Tự nhiên cái cuối đời nó hết tịch luôn. Hồi xưa là nuôi hết cuối đời luôn. Cảm ơn cô ấy buộc lại thấy vui lắm. Hồi đó là tôi lên chiếc xe vậy, một đầy xe nữa. Ở xe này xưa thì mua năm 2007, 375.000 lần đầu. Bữa hổm cũng đông gì, bữa nay cũng đông gì. Ít có đưa bà vợ đông á. Xưa thì ở trên này lôi thôi có một mình. Mà thời đó cái nhà có này có 200 mấy nghìn. Chiếc này nó mắc hơn cái nhà. Có con cúng dường cái building mấy triệu được, con mỗi xe 300 mấy ngàn đi tu được. Tu cũng hơi sang đó nha, tu 5 sao. Dạ đúng rồi, 5 sao. Chứ hồi xưa dù thấp chiếc này là chạy tới chùa nào mình đậu á. Mục đích là gì? Đi hành khách để mình học những cái khôn của mấy ông thầy. Chỉ vậy thôi rồi là tu. Mình đi tìm thầy học đạo giống mấy con ngồi đang nghe rượu gì đó, bỏ đường xa chạy tới đây vậy đó. Thầy cái lời nói của mấy ông thầy nó quan trọng hơn là nói của người thường thôi, không? Nhưng mà nghe ông nói cái mình giật mình á. Những cái mình đâu có hiểu. Còn bây giờ trên mạng 389 cái clip nói chuyện trên thiên đình, nói chuyện với địa ngục, trời ơi. Mà không có mua vé cũng chẳng phải cho gì, chỉ có mấy đệ tử cho xuống mấy trái nước thôi. Vậy mà lợi ích quá trời luôn á. Vậy mà họ cho bộ đi, tụi con ở nhà nhớ. Nhớ không? Nhớ chứ. Ồ, cho bộ đi chứ. Bộ đi nữa. Ờ, đi nữa. Hồi nãy dù nó không hay á. Mà dù đi còn lâu hơn nữa, đã trâu rồi. Biết có lâu không, dù không biết cái kiếp mà ngồi ở nhà cái nó không biết mà đi rồi. Chị về luôn đi, chị khỏi đổi vé. Chị xin đổi vé ơi là thôi mai đi rồi, nói này đi đâu có đang đổi vé gì. Nó còn cứ tự sinh hoạt đi, cạnh gì nhớ như xanh vậy đó. Nghĩ là 30 lắm thôi, mình có cúng ăn chùa. Để cho từ từ để cho đừng mặc đồ lộn mà chị vui lại chút, nắng động chút, nắng đâu sư phụ, con đưa sư phụ vẽ cho con xin lọc gì được không sư phụ? Thật sự cái nạn của thiên tâm thì nó cũng còn, thời Phật cũng còn, thời nay cũng phải vậy thôi. Để cái bữa đó cái đoạn clip nào lộ ra trên mạng á, mạng đấy mà lon cái chị gì trên ví nội nói chị lon tôi nghĩ chân thiên tâm có nội gián mà. Tôi nói tôi thấy ai cũng trung thành với sư phụ chân có nội gián, con không nhìn ra. Tôi thấy ai cũng trung thành với sư phụ, không có đợt sư phụ nói ở trong đám đệ tử con.